Hai mọi người, lại là tôi đây. Trưa nay chúng ta sẽ ăn ăn món cá lóc mọi người, ăn cá lóc mọi người, cá lóc khô tây mọi người, dưa ớt mọi người, ớt đỏ cay mọi người, dưa cần chua mọi người, cần chua me, cần chua chanh nhiều mọi người, nấu với cá lóc mọi người, cần chua cá lóc mọi người, đậu bắp mọi người, đậu bắp bắp cải mọi người, với đậu que, nước uống tráng miệng có chuối người, chuối chín người, chuối lá xiêm, chuối sứ chín người, với na người, na nhà trồng người, na nhà trồng hai trái người, với bánh bông lan người, bông lan băng long người, nước chấm có nước mắm mặn người, mắm ớt người, nước uống có trà đá người, trà đá trà lại người, trà lại trà nhài người. Đây mọi người, cần chua cá lóc mọi người, bắp cải với đậu bắp mọi người, cần chua me hay chanh mọi người, với đậu que mọi người. Cá lóc mọi người, cá lóc kho tiêu mọi người, tiêu đen ớt đỏ mọi người. Na nhà trồng hai người, hai trái người, na nhà trồng hai trái người. Cơm mọi người. Chuối mà, chuối chín mà, chuối lá xiêm, chuối sứ chín mà, chuối xiêm, chuối sứ mà. Bánh bông lan rồi, bông lan băng long mọi người. Sườn sao mặn mọi người. Với cải sao bóng mọi người, cùng cây muối mọi người. Bông lan băng long mọi người. Trà đá mọi người, trà lại trà nhài mọi người. Nước mắm mọi người, mắm mặn mọi người, mắm mặn mắm ớt mọi người. Muỗng rồi, muỗng dài mọi người, vừa dài vừa lâu mọi người, vừa lâu vừa dài. Đổ mà đổ hết sô le mọi người. Mở gió cho nó mát mát mọi người. Là miếng cá lóc mọi người. Cá lóc dai ngon rồi. Nước đúng ngon rồi. Thơm. Cái gì chua nó nhờ em chua nhẹ luôn rồi. Ngon. Đậu bắp cái hột nó giòn giòn luôn rồi, giòn giòn sực sặc luôn rồi. Cá lóc này ngon rồi, kiểu nó dai chắc thịt đấy mọi người, đúng ngon.
Mới đầu để đậu que vô canh chua ăn không quen lắm rồi. Giờ ăn với không quen rồi. Cái bên Thái mà ta nấu mà kiểu canh chua mà hay để đậu que với đồ đổ rồi thấy mà thấy ta nấu vậy không rồi, không biết thói quen có phải vậy không rồi không biết luôn rồi. Nước cái gì nó chua mà có hậu ngọt luôn rồi, nó không có chua gắt luôn rồi. Nhờ đầu que thấy ăn nó ăn được không rồi, không tới nổi luôn rồi. Đây là miếng cá lóc kho rồi. Cá da ngon rồi, có gì màu nằm đây nè, ăn cho không. Cá lóc này dễ nấu mà, làm món nào cũng được luôn. Cái bắp cải nó giòn giòn rồi, dai dai mềm mềm, nghe giòn giòn rồi, này nấu này cũng giòn giòn. Nó ngọt, nó kiểu nó ngọt dịu, nó chua mà kiểu nó cái vậy đó, nó không bị chua gắt quá mọi người, không bị chua mà tới mà ái, mà chua mà ê mẹ luôn rồi. Nhưng mà cái này kiểu mà chua nó có hậu ngọt của mình, chua mà thanh luôn rồi, nấu ngon rồi. Giờ tôi làm hết mấy cái sườn sườn mặn mọi người, làm dư tôi ăn hết mọi người, để mất cơm dư hoài mọi người. Giống như giác tù luôn rồi. Sườn nó dai dai mềm mềm ăn đúng béo mà. Cá lóc ngon mà. Cảm giác nó dai mà, nó dai chắc thật luôn. Ngon. Như là nó canh chua cũng vừa ăn rồi.
Chanh chua mà cá kho là ăn hết sảy luôn. Này nấu theo kiểu dừa chín đúng rồi, nó giòn giòn rồi. Cái lớp mỡ bé bé cũng ngon rồi. Thêm mới có lớp da nó bung ra rồi. Nhìn thấy ngon. Tôm ngon rồi, để làm cái này cá miếng rồi, lẻm miếng rồi. Cho. Tôm ngon rồi. Nên cái chuối rồi. Chuối này ăn cơm với cá cá lóc kho ăn cũng ngon luôn rồi. Chuối chín rồi. Chuối này vừa ăn một chín là vừa ăn luôn rồi. Chà thơm rồi, ăn trong vòng bữa nay luôn rồi chứ để mơi cái nó mùi. Này nhà na nhà chồng rồi, hai trái luôn rồi. Cái nào cho mắm cậu luôn rồi. Đây luôn rồi. Trái này giống như nhìn giống như cái kiểu mà trái trâu luôn rồi, trái trâu mà nó tròn tròn mà kiểu mà nó có lỗ luôn rồi, nó giống giống gì nữa. Này gỡ cái con cái cuốn. Tay vô đây người cầm giấy em luôn rồi. Na ngọt luôn rồi, ngon dai luôn rồi. Bánh cột ta ngon mà dai ngon. Đây nhà chồng ngọt ngon rồi. Hơi dính tay xíu rồi. Này cái bánh rồi, cái bánh có hình mặt cười cho người. Để nhai cái đầu luôn rồi, nhai đầu nữa. Còn là cái miệng. Bánh bông lan ngon rồi, thơm ngon, mềm luôn rồi, mềm mềm bóp bóp đã tay rồi, nó mềm mềm đã tay rồi. Ngon rồi, bánh ngon. Là cái bánh bông lan tươi mà ăn tranh thủ ăn để sợ nó hư luôn cộng cái mà
Ăn bánh uống trà đúng đã rồi. Cơm ngon rồi. Chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người có một bữa trưa thật là ngon miệng và cũng một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.